Mặc dù đây là một trận đấu mang tính chất giao hữu, chắc chắn cao thủ của Bắc cũng sẽ còn và xử lý sai lầm của Dũng Mốc. Cơ hội Tùng Ca dứt điểm, không được và xử lý bóng không tốt của Đàm Tiến Dũng. Bóng thuộc về cao thủ Hữu Bằng. Bắn quyết, Đàm Tiến Dũng là người đã đứng đúng vị trí để tung ra tình huống cắt bóng. Những dấu ấn nhất định. Cơ hội dứt điểm không vào. Tình huống dứt điểm đầu tiên của Văn Quyết ở trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Chỉ với một tình huống chọc khe rất chính xác của mình thì Thắng Tevez đã xé tan hàng phòng ngự của Eco Park. Cách đây tầm khoảng 4 tới 5 năm thì Văn Quyết cũng đã thi đấu trong máu của Sung Kha Hữu Bằng. Tiếp tục là cơ hội dành cho cao thủ FC Hữu Bằng. Rất đáng tiếc cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Mạnh Mẽ. Hữu Bằng đang có được những tình huống tấn công tốt với nguồn cảm hứng tới từ đội trưởng Văn Quyết. Và trong một pha bóng vượt, hiểu mình đã có một tình huống chuyền bóng hơi nhanh. Đây sẽ là cơ hội dứt điểm, không vào. Cú ra chân bằng cái chân không thuận của Văn Quyết. Và bóng vẫn đi thiếu chính xác đối với khung thành của đội Google. Trước đó là một sai lầm của trung vệ Thanh Quý. Cơ hội dành cho cao thủ Hữu Bằng, Văn Quyết. Tình huống đối mặt sẽ là bàn thắng dành cho cao thủ Hữu Bằng. Một pha xử lý bóng mềm mại và đúng với phong cách của Văn Quyết. Và đã có bàn rút ngắn tỷ số dành cho cao thủ FC Hữu Bằng. Những pha xử lý bóng rất mềm mại của Văn Quyết đã giúp cho cao thủ Hữu Bằng có được bàn thắng gỡ hòa, xin lỗi, bàn thắng rút ngắn tỷ số. Và chúng ta đã cùng được theo dõi lại tình huống xử lý bóng mà Văn Quyết đã cho trung vệ Thanh Quý bên Eco Park ăn một tình huống cháo sườn. Ngay sau đó là một pha chuyền bóng tưởng. Cầu thủ cũng rất trẻ trong đội hình của FC Hữu Bằng. Văn Quyết đấu rất máu lửa, đã để mất bóng. Văn Quyết cả người rất khéo, cơ hội dứt điểm và đó là bàn san bằng tỷ số dành cho cầu thủ FC Hữu Bằng. Văn Quyết cũng đã có một tình huống cài người rất thông minh để thoát khỏi được sự theo kèm của Đức Ba Tì Gồn. Và chúng ta đã cùng được chứng kiến đẳng cấp của một cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp. Văn Quyết cũng đã có một tình huống sử dụng phần vai của mình một cách rất thông minh. Và ngay sau đó anh đã có một pha chuyền bóng chính xác cho đồng đội của mình, đó là Việt Anh, để tung ra pha dứt điểm. Văn Quyết đang làm tất cả. Thì ngay lập tức Hữu Bằng cũng đã có bàn sang bằng tỷ số. Văn Quyết, những pha xử lý bóng rất bình tĩnh của Văn Quyết. Văn Quyết và xử lý bóng rất mềm mại, mặc dù gặp phải rất nhiều những sự theo kèm của Kè. Và phối hợp Văn Quyết vẫn đang là những tình huống che người sở trường của Văn Quyết rất kín. Văn Quyết nếu phối hợp tốt và chậm, đây sẽ là tình huống đá phạt dành cho cao thủ Hữu Bằng. Văn Quyết đụng bóng đi không chính xác trong tình huống dứt điểm từ chấm đá phạt của Văn Quyết. Một tình huống vuốt bóng rất nhanh nhưng sự xuất sắc của thủ thành Việt Lòa đã cứu thua cho cầu thủ Hữu Bằng ở trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Cơ hội dành cho cầu thủ Hữu Bằng, tình huống phối hợp không vào. Một mẫu tiền đạo thi đấu độc lập và có thể tự làm tự ăn. Cơ hội dứt điểm, bàn nâng tỷ số, xin lỗi, đó là bàn san bằng tỷ số dành cho các thủ FC Hữu Bằng. Tiếp tục là đẳng cấp của Văn Quyết đã được thể hiện ở trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Quyết đã để lại dấu ấn trong cả 3 bàn thắng mà FC Hữu Bằng có được vào lưới của Eco Park. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống. Một tình huống chọc khe rất tốt từ đồng đội của Văn Quyết.
Và ngay lập tức Văn Quyết cũng đã có một tình huống di chuyển rất thông minh để có thể đón được trái bóng và tung ra tình huống dứt điểm một chạm rất nhanh.